Nghệ sĩ Hồng Đào có cuộc sống không mấy dễ dàng ở những ngày đầu khi sang Mỹ. Cô chia sẻ đã vỡ mộng, sụp đổ hoàn toàn. Đến nay sau nhiều năm và trải qua biến cố hôn nhân, nữ nghệ sĩ mới dần ổn định lại mọi thứ. Hồng Đào kể thời ở trường sân khấu cô chủ yếu đóng vai đào thương, lấy nước mắt khán giả. Đến lúc sang Mỹ sinh sống, nữ nghệ sĩ tham gia các vở kịch ngắn, đa phần là những tác phẩm mang lại tiếng cười cho người xem. Không ai muốn ở cạnh mình khi mình lúc nào cũng buồn rầu lo lắng. Ở tuổi này, tôi thấy mình nên chia sẻ niềm vui cho mọi người, diễn viên phim Mai bộc bạch. Nói về sự nghiệp, Hồng Đào bật mí, từ bé đã có niềm yêu thích với nghệ thuật. Đến năm 18 tuổi, nữ nghệ sĩ thi đậu vào trường sân khấu. Những năm đầu tiên tôi học dở lắm vì không tự tin và không thoát được vai. Thời điểm đó rất khó khăn đối với tôi. Tôi học từ những người xung quanh, từ thầy cô rồi dạng dần lên, cô trải lòng. Sau phim Mai chia sẻ, lúc tôi ở Việt Nam chuẩn bị qua Mỹ, tôi coi qua phim ảnh nên thấy ở Mỹ đẹp lắm. Tôi tưởng tượng ra nhiều cảnh đẹp, nhưng khi máy bay đáp xuống sân bay San Francisco, tôi thấy cỏ hai bên đường băng cháy. Tôi bất ngờ tự hỏi sao bên Mỹ mà cỏ cũng cháy. Sau này tôi suy nghĩ và nhận thấy, ở đâu cũng có màu hồng màu xám, không phải như những gì mình tưởng tượng ra. Hồng Đào thừa nhận, bản thân gặp nhiều khó khăn khi mới định cư nơi xứ người. Tuy nhiên, cô vẫn luôn tự nhủ với lòng phải làm việc và kiếm tiền một cách chính đáng. Hồng Đào nói, những ngày đầu qua Mỹ tôi gặp nhiều khó khăn, nhưng rồi tôi nhận thấy ở đâu cũng phải làm việc, miễn là kiếm tiền chính đáng. Dần dần thì cuộc sống của tôi cũng ổn định. Hồng Đào từng học trường sân khấu theo đuổi thể loại bi kịch. Tuy nhiên, khi sang Mỹ định cư, cô phải chuyển hoàn toàn sang hài kịch để phù hợp với khán giả tại đây. Nhờ vào sự cố gắng, kiên trì và lối diễn chân thật, nữ nghệ sĩ may mắn được công chúng yêu thương. Sau phim Mai tâm sự, hồi mới vào trường sân khấu tôi chuyên đóng vai đào thương, nhiều nước mắt nên có kinh nghiệm diễn bi kịch. Sau này tôi sang hải ngoại, bên đó khán giả không có nhiều thời gian ngồi coi bi kịch, chỉ coi những vở thật ngắn kịch vui. Họ đi làm về mệt mỏi cũng cần được giải trí, thư giãn nên muốn coi hài kịch. Tôi mới chuyển sang hài kịch. Hơn nữa tôi nghĩ rằng không ai muốn ở cạnh mình khi lúc nào mình cũng buồn rầu lo lắng, nên mình cần lan tỏa năng lượng vui vẻ tích cực cho mọi người. Năm 1995, Hồng Đào kết hôn với Quang Minh. Cặp đôi sau đó có hai cô con gái là Vicky Phương Vân và Sophia Minh Châu. Hồng Đào và Quang Minh từng diễn hài kịch ăn ý ở hải ngoại, nhận được nhiều sự yêu mến. Đến năm 2019, cả hai ly hôn khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Sau ly hôn, Quang Minh và Hồng Đào ít nhắc về đối phương. Hồng Đào tập trung phát triển sự nghiệp nghệ thuật song song với việc đi du lịch chăm sóc bản thân. Ngoài sự nghiệp thành công, nữ diễn viên còn được nhận xét ngoại hình thăng hạng, trẻ trung hơn khi trở lại cuộc sống độc thân. Trong trò chuyện với tương lai, Hồng Đào tự hào khi nhắc đến hai con gái. Từ lúc 18 tuổi, cả hai đã bắt đầu hành trình đi học xa nhà. Thời điểm đó, nhiều người khuyên nữ nghệ sĩ nên để các con ở gần mình, song cô quan niệm hai thế hệ có những cái rất khác nhau, nhưng tôi tôn trọng quyết định của hai bé. Ở độ tuổi đó, mình không thể nào cấm cản con được. Với tôi, nó hoàn toàn sai. Tôi phải nương theo ý định của các con để giải thích từ từ và có tiếng nói chung. Đầu năm 2024, cô gây tiếng vang với vai bà Đào trong phim Mai của Trấn Thành. Phim đạt doanh thu hơn 551 tỷ đồng. Cùng với đó, Hồng Đào được khen ngợi hết lời về tài năng diễn xuất.